Be Review Phim sẽ mang tới những diễn biến kịch tính nhất tại tập 3 bộ phim Trinh Thám Tránh Thanh Tra 1958 đây ạ. Cuối tập trước, sau khi lập chiến tích nhờ trí thông minh xuất chúng, Hồ Dung chính thức gia nhập tổ 1 của đội trưởng Du. Lần đầu tiên cậu tâm sự rằng đã bị cha mẹ giàu có đuổi cổ ra khỏi nhà khi dám chống lại lời họ và quyết tâm trở thành cảnh sát như hiện tại. Thấy các thanh tra mình khinh thường thành công, sở trưởng Choi tức ra mặt, giao cho họ nhiệm vụ tống cổ hết những tên ăn mày đang quấy nhiễu tại chợ, nhiệm vụ chẳng ai muốn động tay vào. Dong Han hoàn tất nhận lệnh, liền nhắc nhở tất thảy hãy thoa kem đánh răng lên mũi. Dù diện mạo sẽ trở nên ngớ ngẩn, nhưng nếu không có nó, họ sẽ bị mùi hôi thối từ đám ăn mày kia hạ gục. Dong Han ra sức tẩy não cho đàn em, rằng cảnh sát thực thụ thì phải lao ra đường, xử lý tất thảy kẻ xấu xa mà không có bất cứ sự phân biệt nào, có như vậy mới được người dân nể phục. Chỉ sau vài giây hiện diện tại chợ, đám ăn mày đã sợ hãi, mà đầu hàng ngay khi chạm mặt thanh tra nổi tiếng Dong Han đây. Anh chọn cách nhẹ nhàng để giáo huấn chúng, yêu cầu phải quỳ gối xin lỗi những người dân vô tội mà chúng đã làm phiền, đồng thời không được tái phạm thêm lần nào nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Dong Han tâm sự đó là cách khôn ngoan để thu phục lòng người. Thường thì những kẻ ăn xin không có người thân, nên chỉ cần cho họ một đường sống, sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh, biết đâu lại trở thành tai mắt quan trọng trong một chiến dịch lớn nào đó. Tới lượt em út trình bày, nhờ huy hiệu của cảnh sát trưởng Hammer, mà cậu nuôi ước mơ trở thành cảnh sát, dù biết cha mẹ sẽ phản đối. Cậu thao thao bất tuyệt kể về những chiến công của ông, và những thanh niên còn lại cũng chăm chú nghe không sót câu nào. Mãi tới khi nghe thấy tiếng giao, về bộ phim nổi tiếng đang chiếu rạp mang tên Người đàn ông không bao giờ trở lại, Dong Han mới sực nhớ ra, mình đã lên lịch hẹn với Hye-ju mà quên bẵng đi mất. Cô nàng thực sự đã chờ rất lâu, có điều khi anh tới thì cô đã chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Với cảm giác tội lỗi trào dâng, Dong Han lao tới tiệm sách để xin lỗi, nhưng lại bị Nan Xin chen ngang. Cô bé tinh ý nhận ra, người chị này mang nét u buồn phẳng phất, dù đã lên đồ rất đẹp, hẳn là bị cho leo cây rồi. Chỉ chờ có thế, Hye-ju liền chút bầu tâm sự. Cô cảm thấy quá u uất, chính anh là người đề nghị được trả ơn, mà lại quên cô theo cách lạnh lùng như vậy. Ngay lúc ấy, báo chí đưa tin về những vụ cướp ớt ngân hàng liên tục diễn ra với quy mô lớn. Hung thủ là một nhóm 5 người, với trang phục như là những quân nhân thực thụ, với vũ khí được chuẩn bị kỹ càng. Trước khi rời đi, chúng luôn lấy mạng của những bảo vệ như cách để dằn mặt lực lượng chức năng. Họ ngỏ ý muốn báo cáo những suy luận này cho sở trưởng Choi, nhưng ông ta chẳng quan tâm cho lắm. Thậm chí còn điều động toàn bộ lực lượng để bảo vệ cho chủ tịch Lee, đại ca của đám giang hồ trong cuộc hẹn quan trọng cách trụ sở không xa. Mặt khác, đám tội phạm cẩn thận nghe tin tức mới nhất được cập nhật về mình, không quên lên kế hoạch cụ thể trong cuộc tấn công cuối cùng, trước khi nhót khỏi Hàn Quốc. Biết đám đội 2 là tai mắt của sở trưởng Choi, toàn bộ thanh tra của đội trưởng Du phải thậm thụt mà phân chia nhiệm vụ điều tra, không quên cười đầy vô tri ngay khi thấy họ xuất hiện để đánh lạc hướng. Đã đến ngày Dong Han được nhận bộ vest mà tiền bối Du đáng kính dành tặng. Anh buồn rầu nhận ra, bản thân không có ai để tỏ tình, nhưng nhất định phải xin lỗi một người, không ai khác chính là cô chủ tiệm sách Hye-ju đây. Đáp lại thái độ biết lỗi đầy chân thành kia, Hye-ju vẫn chưa hết giận và chẳng thèm đoái hoài tới anh. Vậy thì phải hành động thôi, Dong Han tranh phần sửa giúp cô kệ sách bị hỏng. Nhưng đó giờ anh chưa từng làm việc này, dáng vẻ vụng về lúng túng lại khiến Hye-ju động lòng và chấp nhận tha thứ cho tội lỗi tày đình của anh. Chuyển sang chuyên mục tâm sự tuổi hồng, Dong Han cảm thấy biết ơn vô cùng. Vì trở thành cảnh sát, nên mới có cơ duyên chạy trốn vào tiệm sách và được làm quen với cô thế này. Hye-ju dần mở lòng, chia sẻ ước mơ của mình là trở thành diễn viên, nhưng dòng đời đưa đẩy thế nào, toàn thủ những vai bị điên hoặc bị bỏ rơi mà thôi. Cô tò mò về vết thương trên cổ tay anh, thì được biết nó tồn tại khi anh tham gia huấn luyện khi còn là sinh viên quân đội. Và thế là, Hye-ju nhanh nhẹn chọn một chiếc vòng được bán ven đường, trực tiếp đeo lên tay để che đi vết sẹo kia, như món quà đầu tiên tặng cho anh. Trở lại với chuyện điều tra, Hồ Dung đã nghiên cứu kỹ những vụ tấn công trước đó của đám tội phạm này. Bắt đầu bằng việc treo biển tạm đóng cửa, tiến tới áp chế đám đông, vơ vét tiền bạc, lấy mạng của bảo vệ trước khi rời đi. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn đúng 8 phút. Theo như họ phán đoán, ngân hàng Gozel có nguy cơ cao trở thành mục tiêu kế tiếp, vì đây là nơi xuất tiền trả lương cho toàn bộ nhân viên văn phòng vào cuối tháng. Họ sẽ lập kế hoạch cụ thể, nhưng phải đảm bảo tất cả đều an toàn, và không một đồng xu các bạc nào bị đánh cắp. Đã đến lúc, những kẻ ăn mày phát huy tác dụng, trở thành tai mắt không thể đáng tin cậy hơn, khi lê la trước cửa 5 ngân hàng trong thành phố. Tới khi nhìn thấy chiếc xe Jeep có 4 cánh cửa này, thì phải báo cáo lại ngay tức thì. Bạn Cho Ưn Đông và Sung Su đảm nhiệm việc khảo sát địa hình, chuẩn bị sẵn kế hoạch phòng bị nếu có biến số bất ngờ xảy ra. Anh biết được thông tin quan trọng, giám đốc ngân hàng là người duy nhất sở hữu chìa khóa và mật khẩu để mở két sắt chứa tiền tại nơi này. Hồ Dung không ngừng điều tra toàn bộ hồ sơ có liên quan tới đám tội phạm để đoán trước hành tung của chúng, đồng thời trải qua lớp huấn luyện cực khắt khe của Sung Su. Cuối cùng thì chiếc xe Jeep trong truyền thuyết cũng xuất hiện trước cửa ngân hàng Gozel. Tin tức được truyền tới tai Dong Han và họ ngay lập tức nhận được phần thưởng là
túi khoai lang nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Vì chơi thua trong trò bao búa kéo, Sung Su Vinh dự trở thành nhân viên bảo vệ của ngân hàng, chấp nhận đối mặt với hiểm nguy. Tối đó, họ lén tới gặp giám đốc ngân hàng để thông báo về tin tức gây sốt ấy, giả bộ rằng sở trưởng Choi không muốn rút dây động rừng, nên mới hành động bí mật thế này. Ngay trước khi sang ngày mới, Hồ Dung đã tìm ra điểm mấu chốt quyết định sự thành công của vụ án. 4 lần trước đó, chúng đều lợi dụng thời điểm cảnh sát được điều đi bảo vệ an toàn cho những sự kiện quan trọng. Thế nên, khả năng cao, chúng sẽ chọn đúng lúc cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Lee diễn ra để hành động. Vì lực lượng quá mỏng, họ buộc phải báo cáo với sở trưởng Choi để xin viện trợ, nhưng ông ta sẵn sàng gạt đi ngay tức thì. Thời điểm trọng đại đã tới, tất thảy theo lệnh nhanh chóng xuất phát để bảo vệ Chủ tịch Lee. Nhóm tứ ca này lại âm thầm chuẩn bị theo kế hoạch riêng, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt nghi hoặc của tổ 2. 1 phút 30 giây sau đó, toàn bộ đã bị nhốt trong trại tạm giam. Muốn thoát ra khỏi đây, chỉ còn cách duy nhất là thuyết phục sĩ quan Kim mà thôi. Hồ Dung sử dụng chiêu trò tâm lý, tâm sự rằng nếu cứ vô tâm mà để thời gian trôi qua, thì tiền tiết kiệm của những công nhân nghèo khó, tàn tiện chắt bóp sẽ bay màu cho mà xem. Rốt cục thì vì lý do gì mà họ phải dồn quân bảo vệ cho một tên giang hồ, thay vì đứng về quyền lợi của người dân đáng thương chứ? Dòng Han chốt hạ với lời nói nặng nề, đúng là kẻ méo lạnh, trước khi trở thành cảnh sát, hãy học cách làm người đi đã. Và thế là, sĩ quan Kim thực sự bị cảm hóa. Cậu cũng có mẹ già làm công nhân dệt may, tiết kiệm từng đồng lẻ để cậu có thể học hành đàng hoàng, và trở thành cảnh sát như hiện tại. Họ chẳng những được thả tự do, mà còn được sĩ quan Kim trực tiếp hộ tống tới ngân hàng nữa. Biến số thực sự xảy ra, khi Hezu bất ngờ có mặt tại đó để thực hiện giao dịch. Ngay trước khi cô rời đi, đám tội phạm đã ập tới và khống chế tất cả. Như mọi lần, chúng tiếp cận với giám đốc để lấy chìa khóa mở két. Có điều, dù rất nỗ lực đánh thức ông ta, nhưng cũng chẳng nhận được phản hồi nào. Không có gì là tự nhiên, tất thảy đều là kế hoạch cao tay của Sung Su. Anh đã cẩn thận chuẩn bị thuốc ngủ, nhờ bạn trọ sắc và mang tới tận tay cho giám đốc, giúp ông ta có giấc ngủ sâu không ai có thể đánh thức, qua đó phá vỡ kế hoạch của chúng. Gung Wan tiếp cận với tên đội mũ đang chờ sẵn ngoài xe. Chỉ với vài thao tác cơ bản, đã có thể khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Thời gian 8 phút đã hết, chúng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, liền vơ vét hết tiền mặt trong các quầy giao dịch. Đúng lúc này thì tiếng còi cảnh sát chạy bằng cơm cất lên liên hồi, chúng vội vàng bớ Hezu làm con tin. Dù Sung Su có ra sức năn nỉ hãy bắt mình là bảo vệ ở đây, nhưng tất nhiên, chúng chẳng dại mà tuân theo ngu ý ấy. Trong khi Sung Su xử lý những tên còn sót lại, thì Dong Han vốn đã yên vị trên xe, chủ động xuống trấn áp Hezu, nhanh nhẹn phô ra cổ tay trái có đeo chiếc vòng cô tặng, như cách để ra dấu về sự hiện diện của mình. Sau phát súng kết liễu, một cuộc đua tốc độ thần sầu diễn ra. Chúng không hề biết, tay tài xế đã được thay thế bằng cảnh sát kỳ cựu, tự tin ngút trời khi vẫn giữ con tin trong tay. Khi thấy chúng có ý định tiêu diệt đồng đội, Dong Han khéo léo đánh lái khiến tay bén tỉa đổ vỡ kế hoạch. Chưa quen với thực chiến, Gung Wan đã để mất dấu chiếc xe của đám tội phạm. Chúng cũng dần nghi ngờ vị trí tài xế, khi thấy anh chủ động di chuyển tới con đường đông đúc, hướng thẳng về trụ sở cảnh sát. Ngay khoảnh khắc hắn định lột chiếc mặt nạ, thì Hezu đã giải vây thành công, khi nhập vai cô gái điên loạn, la hét ầm ĩ và túm tóc chúng bằng toàn bộ sức bình sinh trong cơ thể bé nhỏ ấy. Chỉ chờ thời cơ, Dong Han chính thức lộ diện, hai người họ đã đồng tâm hiệp lực chống lại bọn chúng ngay, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Anh vẫn đủ tỉnh táo để bẻ lái, tránh vụ tai nạn thảm khốc xảy ra. Theo quán tính, anh ôm lấy Hezu trong vòng tay, chủ động lùi ra phía sau xe và an toàn thoát nạn. Tên chủ mưu lăn ra khỏi xe, gục ngã ngay tại chỗ. Phần việc còn lại quá đỗi đơn giản, đành giao cho đám vô dụng này thôi. Sau khi trải qua biến cố, Dong Han vẫn chưa hết hoài nghi là cô đang diễn hay đó là bản chất thật của cô. Thật đúng là chàng trai ngốc nghếch mà. Thấy cặp đôi nam thanh nữ tú này trò chuyện tíu tít thân mật, thì Hồ Dung tỏ ra hụt hẫng lắm, vậy là cờ rớt của cậu đã có người trong lòng mất rồi. Dù lập được chiến công hiển hách, họ vẫn chịu những lời mỉa mai của sở trưởng Choi khi dám hành động trái với chỉ thị của mình. Họ đã lên kế hoạch gài bẫy, buộc ông ta phải chia sẻ toàn bộ tiền thưởng của phi vụ này cho cô nhi viện, thật đúng là một công đôi việc. Họ đã động viên nhau sau khi hợp tác thành công, giải quyết phi vụ khó nhằn này. Dong Han thêm một lần tự trách đầu óc bã đậu, lại trễ hẹn với cờ rớt lần nữa. Anh lao như tên bay tới rạp chiếu phim, nhưng lần này, Hezu vẫn đứng đó đợi anh, với lời nhắn rằng, cô bé Nanxin đã tư vấn, cảnh sát chẳng khi nào đúng hẹn cả đâu. Dù có đôi chút ngập ngừng, Dong Han chủ động nắm tay cô. Anh cũng có quân sư tình yêu Gung Han đã dặn dò, nếu cảnh sát không muốn bị bỏ rơi, thì phải nắm chặt tay người mà mình yêu thương. Cứ thế, họ đã có buổi hẹn hò đáng nhớ sau lần lỡ hẹn khi trước. Tập phim tới đây là hết, đón xem diễn biến mới nhất trên BeReview Phim nha các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.